Quyển 39, thứ 15 Bồ Tát Địa. Phần đầu trì Du Già Xứ, phẩm 9 Bố Thí. Lại nữa, Bồ Tát thứ lớp viên mãn 6 Ba La Mật Đa, năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đó là Bố Thí Ba La Mật Đa, tịnh giới Ba La Mật Đa, an nhẫn Ba La Mật Đa, tinh tấn Ba La Mật Đa, tịnh lự Ba La Mật Đa, trí tuệ Ba La Mật Đa. Sao gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết: tự tánh tất cả khó, tất cả muôn thiện sĩ, tất cả chủng tuệ cầu, hai đầu vui thanh tịnh, chín chủng tướng như thế, đây gọi được nói thí, có chín chủng tướng bố thí, gọi là bố thí ba la mật đa của Bồ Tát. Một, tự tánh thí; hai, tất cả thí; ba, khó hành thí; bốn, tất cả muôn thí; năm, thiện sĩ thí; sáu, tất cả chủng thí; bảy, thỏa mãn mong cầu thí; tám, vui thí đời này đời khác; 9. Thanh tịnh thí. Một, tự tánh thí của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với tài vật của bản thân không lòng đoái tiếc, năng thí xả tất cả vật cần thí, không khiến nghĩ suy, đồng hành với tham nhân đầy phát khởi, năng thí tất cả những vật thí vô tội thanh tịnh, hai nghiệp thân ngữ an trụ lạc nghi, tùy thuận kiến a cấp ma a hàm kiến quyết định có quả báo, tùy theo đối tượng mong cầu mà hành huệ thí, đây gọi là tự tánh thí của Bồ Tát. Hai, tất cả thí của Bồ Tát được có hai loại: một, vật thí bên trong; hai, vật thí bên ngoài. Nếu chư Bồ Tát chỉ xả thân mình, gọi là chỉ thí vật thí bên trong. Nếu chư Bồ Tát vì thương chúng sanh sống nhờ vào thức ăn nôn mửa, nên Bồ Tát luôn luôn ăn rồi nôn lại thức uống ăn để thí cho chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát vì thương chúng sanh sống nhờ vào thức ăn nôn mửa, nên Bồ Tát luôn luôn ăn rồi nôn lại thức uống ăn để thí cho chúng. Đây gọi là tạp thí vật thí trong và ngoài. Trừ những điều đã nói ở trên, nếu chư Bồ Tát thí tất cả những vật cần thí khác, gọi là chỉ thí vật thí bên ngoài. Lại chư Bồ Tát lấy thân mình để thí cho người đến cầu xin, được có hai tướng. Một, có người cầu xin toàn bộ thân, Bồ Tát liền đem thần thí cho người kia, tùy theo ý muốn của họ mà làm việc, hệ thuộc họ, tùy thuận họ. Ví như có kẻ vì kế sinh nhai, Bồ Tát mạnh mẽ tự mình làm kẻ tôi tớ cho người. Bồ Tát như thế không tầm ái nhiễm, chỉ vì mau chứng Bồ Đề tối thắng, chỉ vì lợi ích an lạc chúng sanh, chỉ vì nhanh chóng viên mãn bố thí ba la mật đa, nên đem thân xả thí cho kẻ kia, theo ý muốn của kia làm việc, hệ thuộc kia, tùy thuận kia. Hai, có người chỉ cầu xin một trong số chi phần của cơ thể như tay chân đầu mắt gân cốt máu thịt cho đến tủy não, Bồ Tát đều tùy theo mong muốn của kia thể đều thí cho. Lại chư Bồ Tát dùng vật thí bên ngoài bố thí cho chúng sanh cũng do hai tướng: một, đối với kẻ cầu xin để thọ dụng thì Bồ Tát bố thí như chỗ cần, như ý thích của kẻ kia, mặc cho kia tùy ý thọ dụng. Hai, đối với kẻ cầu xin được tự tại, Bồ Tát không cần suy nghĩ, thể đều thí cho họ. Lại chư Bồ Tát chẳng phải không có sự sai biệt khi sử dụng tất cả loại, tất cả sở hữu vật thí trong ngoài để bố thí cho chúng sanh, tức là chư Bồ Tát đây dùng chủng chủng vật thí trong ngoài, hoặc có thí cho, hoặc không thí cho đối với chúng sanh. Sao gọi là thí cho, sao gọi là không thí cho? Chư Bồ Tát nếu biết bố thí chủng chủng vật thí trong ngoài cho chúng sanh kia, chỉ khiến họ được vui mà không làm lợi ích, hoặc không khiến họ vui cũng không làm lợi ích, thì Bồ Tát không thí cho. Nếu biết chủng chủng vật thí trong ngoài đối với chúng sanh kia, quyết chắc làm lợi ích mà không nhất định làm an vui, hoặc quyết chắc làm an vui cũng quyết chắc làm lợi ích, Bồ Tát liền thí cho. Như vậy đã nói được Bồ Tát nên thí, không nên thí, kế tiếp sẽ biện rộng. Hoặc có người đến mong cầu cùng chư Bồ Tát làm bạn hữu để làm điều phi lý, bức bách, tổn hại, lừa dối, mê hoặc đối với người, thì không đem thân thí cho kẻ kia, không theo ý muốn kẻ kia mà làm, không hệ thuộc kia, không tùy thuận kia, chư Bồ Tát thà trăm lần trở lại, ngàn lần trở lại, trăm ngàn lần trở lại tự xả thân mạng thí cho chúng sanh, chọn không theo sự sai bảo của kẻ kia, làm vui lòng kẻ kia, để rồi đối với chúng sanh gây tạo những việc phi lý, bức bách, tổn hại, dối gạt. Nếu chư Bồ Tát nơi việc hành thí ý vui thanh tịnh, thấy có vô lượng việc lợi ích chúng sanh,
hiện đang cần làm. Nếu có kẻ đến cầu xin chi phận của thần thì không nên thí cho. Vì cớ sao? Chẳng phải Bồ Tát đối với việc hành thí ý vui không thành tịnh, tâm sanh kiếp nghiệp thối lui mà khởi nghĩ đây nên khá bố thí, đây không nên khá bố thí, đây nên thí cho, đây không nên thí cho. Bồ Tát chỉ về muốn khiến ý vui của kẻ kia được thành tịnh, nên đồ xả việc lợi ích chúng sanh hiện tiền mà thí thân phận cho kia. Nếu ý vui của kẻ kia đã thành tịnh thì không nên xả bỏ việc lợi ích chúng sanh hiện tiền mà thí xả thân phận. Lại chư Bồ Tát nếu thấy chúng thiên ma ôm lòng não loạn hiện đến cầu xin chi phần cơ thể thì không nên phân chia thân thể để thí cho. Vì cớ sao? Chớ để chúng thiên ma kia gây tổn hại sẽ thu hoạch tội lỗi sâu nặng bậc thượng. Như chúng thiên ma thì đối với chúng sanh bị ma kia sai xử nên biết cũng vậy. Nếu có chúng sanh tâm si mê cuồng loạn đến cầu xin chi phần thân thể của Bồ Tát cũng không nên phân chia thân thể mà thí cho. Vì cớ sao? Vì kia tâm không ổn định, không vì nghĩa lợi mà đến cầu xin. Vì tâm cuồng loạn không được tự tại, phát ra vô lượng lời nói cuồng vọng, cho nên không được bố thí thân phần cho kia. Trừ những điều đã nói ở trên, nếu có người đến cầu xin chi phần thân thể, Bồ Tát tùy theo ý muốn của họ mà thí xả thân, tùy theo ý muốn của họ mà làm, hệ thuộc họ, tùy thuận họ. Đây gọi là Bồ Tát ở nơi vật thí bên trong, hoặc nên thí cho hoặc không nên thí cho. Lại trừ Bồ Tát đối với vật thí bên ngoài, nếu có chúng sanh đến cầu xin tất cả vật loại như lửa, rào, rượu, hoặc dùng để tự hại, hoặc dùng để hại người, thì không thí cho. Nếu có chúng sanh đến cầu xin lửa, rào, rượu, hoặc dùng để nhiều ích mình, hoặc để nhiều ích người, đức liền thí cho. Lại, trừ Bồ Tát không lấy những vật thuộc sở hữu người khác, không được sự đồng ý của họ mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát không làm mai mối đem thế thiếp của người mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát không dùng vật thực ăn uống có trùng giỏi mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát nếu thấy chúng sanh đến cầu xin trùng trùng vật năng dẫn phát việc vui chơi, năng dẫn phát việc vô nghĩa thì không thí cho. Vì cớ sao? Vì thí cho kia tuy tạm thời khiến kia sanh tâm vui mừng đối với Bồ Tát, nhưng kẻ kia nương đầy rộng gây tạo vô số việc không lợi ích, tức là do sự bố thí đây khiến cái hành nhiều kiều càng phóng dật ác hạnh, đến khi thân hại mạng trùng sẽ đọa vào các đường ác. Nếu Bồ Tát tuy cũng thí cho trùng trùng vật dụng để vui chơi nhưng không khiến chúng sanh xa vào các đường ác, cũng không tăng trưởng các căn bất thiện, chỉ vì muốn khiến kia được nhiếp thọ nhiều ích, sanh tâm tịnh tín, Bồ Tát nhân đây dễ dàng giáo hóa, dễ dàng thành thục, nên tùy mong cầu của kia thầy đều thí cho. Trừ Bồ Tát nếu thấy có người đến cầu xin các vật dụng để vui chơi, cái gì nên thí cho, cái gì không nên thí cho. Trừ Bồ Tát chọn không thí những vật dụng săn bắn cho người, hoặc trong các lễ cúng tế tạp uế chiêu tập nhiều người, nhiều phương tiện tổn hại nhiều thần mạng, thu hoạch vô lượng tội. Bồ Tát đối với các lễ cúng tế kia chọn không tự làm, cũng không dạy người làm, hoặc nơi các miếu thờ trời cũng không giết vật để cúng tế, hoặc có người về muốn sát hại sinh mạng của vô lượng chúng sanh nên đến cầu xin, hoặc nước hoặc đất là chỗ sinh sống của kia, Bồ Tát đã biết chọn không thí cho. Hoặc có người đến xin những vật như lưới đánh cá, bẫy thú, bắt chim để làm hại chúng sanh, hoặc để tập thử, Bồ Tát không thí cho. Hoặc có oan gia vì muốn trả báo sự hiểm khích, vì muốn mắng chửi trói cột giết hại trị phạt tranh đoạt tài bảo mà cầu đến xin, mà đến cầu xin Bồ Tát chọn không thí cho. Tóm lại, tất cả vật dụng dùng để vui chơi, dùng để bức bách tổn hại chúng hữu tình, có người đến cầu xin Bồ Tát đều không thí cho. Nếu lại có người vì ham muốn mà đến cầu xin trùng trùng voi ngựa, quân xe, y phục, hương hoa trang sức, thức ăn uống thượng rượu, các loại nhạc khí để tập đàn ca hát sướng, trùng trùng thứ để vui chơi như vườn rừng, lầu quán, nhà chợ, nữ hầu, tập học trùng trùng nghề nghiệp công xảo, tất cả dụng cụ để vui chơi như vậy, vì muốn khiến kia nhân đầy ra khởi tín tầm thành tịnh thì Bồ Tát đại đều thí cho. Lại như chữ Bồ Tát
Họ thấy có người bệnh đến cầu những vật thực ăn uống quá lượng không phù hợp thì cũng không thí cho, hoặc có chúng sanh đã ăn uống nó đủ rồi nhưng đánh tham ăn, luôn tham cầu quan tâm đến thức ăn uống mỹ diệu thì cũng không thí cho. Hoặc có chúng sanh vì bị ưu sầu bức bách muốn cầu được sát hại như đánh đập thân thể, uống thuốc độc, thả mình từ núi cao rơi xuống, nhảy xuống vực sâu tự thiêu mình, Bồ Tát đều không được thí cho theo mong cầu của kia. Lại chư Bồ Tát nếu thấy người đến cầu xin cha mẹ sư trưởng thì quyết định không được thí, vì cớ sao? Chư Bồ Tát đối với cha mẹ sư trưởng là những người có ân sâu dày nuôi dưỡng dạy dỗ, ở trong đêm dài thường tự đặt ân đây lên đảnh đầu mình, hàng thời đem thân tùy thuận kính vâng, không sành nhàm mỏi, nhẫn đến bị giết hại, trói cột trời mắng mua bán, vẫn còn không dám ôm tâm trộm nghĩ thí cho, hào hứng đem thí cho người đến cầu xin. Lại chư Bồ Tát nếu làm quốc vương quán đảnh tự tại, thống lãnh bờ cõi, đối với quan dân trong nước, chọn không được cướp đoạt vợ con người này để truyền thí cho người khác, chỉ giữ gìn tụ lạc thôn xóm sông núi đất đai lấy đây hoặc hoàn toàn hoặc chia nhỏ dùng để bố thí, rồi nói với người được thí rằng như sự ân hóa của ta đầy, người cũng nên làm như vậy. Lại chư Bồ Tát đối với quyến thuộc thân thích vợ con nô tỳ nô bộc của mình, nếu trước không dùng lời lẽ chân chánh hợp tình dẫn dụ khiến họ hoan hỷ thì chọn không được cưỡng bức đem bố thí cho người cầu xin khiến họ sanh ưu não. Tuy trước kia đã dùng lời lẽ chân chánh hợp tình hợp tình dẫn dụ khiến họ hoan hỷ sanh lòng vui thuận, nhưng cũng không được thí cho người hung bạo oan gia, bạn ác dược xoa la sát, không được đem vợ con hoặc nam nữ trong dòng tộc có thể lực yếu đuối mà thí cho người đến cầu xin để làm tồi tớ. Lại chư Bồ Tát thấy người bước não chúng sanh tột bậc, người thích gây trùng trồ nghiệp bạo ác đến cầu chức vị thì không được thí cho. Nếu kẻ bạo ác kia đang ở chức vị, Bồ Tát có quyền lực hơn còn phải chế phất, phế truất, huống là thí cho. Lại như chư Bồ Tát chọn không xâm đoạt tài bảo của thần thích quyến thuộc cha mẹ vợ con tôi trai tớ gái, lấy đó dùng bố thí, cũng không bước não họ lấy tài vật được thí để thí cho người đến xin. Lại trừ Bồ Tát dùng chánh pháp không dùng vội bạc để tích lũy tài vật mà hành huệ thí, không dùng phi pháp, không dùng vội bạo, cũng không dùng bức bách tổn não đối với người mà hành huệ thí. Lại chư Bồ Tát nếu ở trong thánh giáo của chư Phật mà xuất gia, chọn không trái vượt học xứ đã thọ mà hành huệ thí. Lại chư Bồ Tát lúc hành huệ thí phải rộng khắp tất cả hữu tình, khởi tâm bình đẳng, trụ tưởng phước điển mà hành huệ thí, chọn không phân biệt dạng người sai biệt, người oán người thân, người không oán thân, người có đức không đức, người xấu tốt, người có khổ có vui. Lại chư Bồ Tát như điều trước kia đã hứa, đã nói chọn không được giảm bớt khi người đến cầu xin, chỉ được bố thí ngang bằng hoặc hơn thế. Lại chư Bồ Tát chọn không được trước hứa bố thí tài Phật tốt đẹp mà về sau lại bố thí tài Phật xấu kém. Nếu trước kia đã hứa thí cho tài Phật xấu kém mà có tài Phật tốt đẹp, sau đó bố thí tài Phật tốt đẹp ấy thì được phép. Lại trừ Bồ Tát không dùng hai ý, không đem tâm giận dữ tháo động tạp loạn mà hành huệ thí. Lại trừ Bồ Tát chọn không thí rồi mà lại tự xưng khen như luôn dùng nhiều lời bảo rằng tôi đã từng hành huệ thí cho ông như thế nhiếp thọ đôi sống cứu vớt ông. Lại trừ Bồ Tát đối với kẻ hạ tiện khi hành bố thí hãy còn không được bất kính ném vất mà thí cho, hào hứng đối với bậc có đức. Lại trừ Bồ Tát nếu người đến cầu xin hành chủng chủng tà hạnh hủy phạm trọng cử quấy nhiễu không tự phòng hộ quyền hành mắng chửi sân hận trách móc, chọn không đối với kẻ kia tạm khởi tà hạnh khởi tâm mỏi mệt mà hành huệ thí.
Vì rõ biết kẻ kia bị phiền não vây bủa, khiến biến đổi tâm tánh, nên Bồ Tát lại càng an trụ tâm lần mẫn sâu xa mà hành huệ thí. Lại trừ Bồ Tát không rõ so kiến hư vọng chấp thủ mà hành huệ thí, như những lễ cúng tế bạc ác chẳng được mưu tính sát sanh, cho là nhẹ pháp bố thí, cũng không được hư vọng chấp thủ tướng trạng tương ứng với điểm kết hùng mà hành bố thí. Lại trừ Bồ Tát chọn không vọng tính vì tất cả chúng thành tựu thành tịnh cực thiện mà hành huệ thí, đó là vì ly dục thành tịnh của thế gian và xuất thế gian. Chỉ rõ biết việc hành bố thí như thế là tư lương thành tịnh của việc ly dục. Lại trừ Bồ Tát không quán xét quả mà hành huệ thí, tất cả việc bố thí chỉ vì hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại trừ Bồ Tát như thật, rõ biết tất cả phẩm lại sở hành bố thí, sanh tín hiệu sâu sắc quả thí dị thục của tất cả phẩm loại thí, không do duyên khác, không do người dẫn mà hành bố thí, đó là tín hiệu thí thức ăn uống, năng cảm sự khỏe mạnh, thí các y phục, năng cảm rượu sắc, thí các loại xe, năng cảm vui vẻ khoái lạc, thí tất cả các loại đèn sáng, năng cảm được mắt thanh tịnh, tất cả lại như vậy nên biết nói rộng. Lại trừ Bồ Tát không vì lo sợ tự thân bần cùng mà hành bố thí, chỉ vì ý vui thương xót chúng sanh mà hành bố thí. Lại trừ Bồ Tát đối với kẻ đến cầu xin, chọn không thí cho những vật không hợp với phép tắc, thí như cho người xuất gia những thức ăn uống dư thừa và các vật tạp nhiễm, các loại bất tịnh, nước dãi, máu mủ mà không nói rõ, khiến người nhận không biết thí cơm cháo không như pháp. Nhưng người không ăn hành mà lại thí hành trộn lẫn vào thức ăn, người không ăn thịt mà lại thí thịt trộn lẫn vào thức ăn, người không uống rượu mà lại thí rượu trộn lẫn vào thức ăn, hoặc lại sắp xếp công việc không hợp với phép tắc mà hành bố thí, thế thả lại bố thí không hợp với phép tắc như vậy, Bồ Tát chọn không làm. Lại trừ Bồ Tát không được để người đến cầu xin phải qua lại nhiều lần, thân mật gần gũi, tới lui mỏi mệt, rồi sau mới thí, chỉ vừa đến cầu xin phải liền thí cho. Lại trừ Bồ Tát không vì danh tiếng sừng khen của thế gian mà hành bố thí, không nương sự báo đáp ân đức của người mà hành bố thí, không nương quả đế thích ma vương, luân vương, tự tại mà hành bố thí. Lại cũng không lừa dối, dụ dỗ mà hành bố thí, lại như muốn khiến quốc vương, đại thần, bà la môn, cư sĩ, trưởng giả, nhiều tài bảo, thường chủ, các thí chủ biết mình hành bố thí nhằm sanh tâm tôn trọng, cùng kính, tán thán, cúng dường. Lại trừ Bồ Tát không hẹp kém mà hành huệ thí, tuy có ít tài bảo vẫn còn rộng lòng thí, hà huống có nhiều tài bảo. Lại trừ Bồ Tát không vì lừa dối người mà hành huệ thí, như là trước đối với kẻ kia hành huệ thí chút ít khiến họ sanh lòng yêu mến, gần gũi nương tựa, sau lại hãm hại tiêu diệt họ. Lại trừ Bồ Tát không vì trái nghịch chia rẽ người khác mà hành huệ thí, như khởi nghĩ ta dùng thí đây để chia rẽ một phần thôn xóm, hoàn toàn thôn xóm, chia rẽ một phần đất nước, hoàn toàn đất nước, khiến người phản bội lại chủ, trở lại quy phục nơi ta. Lại trừ Bồ Tát mạnh mẽ siêng năng, không lười biếng, phát khởi sự linh hoạt, dũng mãnh nhạy bén, tự nghiêm thân trước tự hành bố thí, sau khuyến phát khích lệ người hành bố thí, không được bản thân mình ít bố thí mà lại khuyến phát người khác tinh cần bố thí. Lại có vô lượng người cùng tụ tập đến cầu xin Bồ Tát, như thật rõ biết người trì giới, người phạm giới, tùy theo lớn nhỏ mà sắp đặt chỗ ngồi, thứ tự từ trên xuống dưới,
phân phát các vật khí đầy đủ đồng đều, giác vọng trở lại. Lại chư Bồ Tát hiện có vô lượng tài bảo rộng nhiều, chọn không được hạn lượng mà hành bố thí. Lại chư Bồ Tát không tổn hại người mà hành huệ thí, tức là không được quả trách thóa mạng, đánh đập khủng bố hủy nhục trói buộc giả hại đuổi người này mà lại hành bố thí cho người kia. Lại trừ Bồ Tát trước khi thí ý vui, đang lúc thí tâm thành tịnh, sau khi thí tâm không thù hối tiếc. Lại trừ Bồ Tát lòng không xiểm định dối trá mà hành huệ thí, tức là chọn không được đem trân châu mani loa bối ngọc bích san hô giả mà thí cho người, hy vọng có được trân bảo thật. Lại trừ Bồ Tát sở hữu tài vật hoặc ít hoặc nhiều, tâm không được thay đổi, tức là không được trước đã thí tất cả, sau cầu xin lại, phải xem xét vật đã thí như hoàn trả vật cho người. Phải xem xét vật đã, tài vật đã thí như hoàn trả vật cho người. Lại chư Bồ Tát thí đúng thời, không thí phi thời. Mình người tịnh thí không phải không thành tịnh hợp phép tắc mà thí, không được không hợp phép tắc. Tâm không loạn mà thí, không được tán loạn. Lại chư Bồ Tát thấy người đến cầu xin chọn không cười nhạo khinh khi đùa cợt, cũng chẳng khiến người đỏ mặt hổ thẹn, cũng chẳng cau mày khó chịu, nét mặt thư thái, mắt nhìn ôn hòa, trước cười sau nói, chọn không được trì hoãn, phải nhanh chóng mà hành thí.